Đây, mến chào quý anh em, chào con ha. Nay bên em vừa về thêm một lô turbo dành độ các dòng máy từ 68, 70, 72, 74, 75, 78, Kuta 3T hay các dòng nào cũng được chứ nha. Yanma hay là Isaki gì cũng được hết trơn á. Dòng này thì dễ xài lắm. Turbo này thì còn đường nhất vào, nhầm cái quý bà con. Nhầm cái còn cái không nha. Đây là đường nhất vào nè. Gió trong thì còn rất là đẹp nha. Nói chung turbo này còn cũng còn mới lắm. Này thấy một số quý anh em ở độ 82, 84 thấy độ cũng được á, nhưng mà bên em thì chưa nào thì chưa độ loại đó. Em độ chuyên riêng biệt là 82, 84 riêng nha. Còn quý anh em nào muốn thử thì thử cái. Tại vì cái này sò nhỏ, còn qua đây sò lớn nè. Cái này sò lớn hơn xíu nè. Này thì độ cho máy từ 3 Kubota từ lòng từ 60 đến 72 thì độ cỡ này, hoặc 782 đó, độ loại cỡ này nè. Cách lửa cũng còn xanh đẻo nè, chưa bị đóng khói đóng xét nha. Cái này thì độ vô thì nó đạt lắm. Tất cả lô này thì đồng giá là nó 2 triệu cho bà con. Nói chung hàng mới thì nó càng tốt, nhưng mà quan trọng là nó đồ nó hơi cánh nó không bị lắc ha. Không cái quan trọng là lá cánh không lắc là ok, còn cái ngoại hình nó thì không quan trọng. Nói gì nói thì nó mới thì nó càng tốt. À, cánh nó bảo đảm quý anh em chứ bà con không lắc nha. Không hề lắc. Cánh này thì cũng còn trắng lắm. Còn lớn là trong cái này là trong máy xăng thì nó dòng tua nó cao lắm. Thì xăng chuyển qua bên mình độ dòng máy dầu thì dòng tua nó thấp hơn, mấy lúc nào thấp hơn máy xăng thì dòng tua dòng máy này chắc nói chung là không lắc là ok lắm. Có một số quý anh em có yêu cầu em là hướng dẫn cách mà lắp đặt turbo thì cần gì và những thứ gì và chú ý thường như thứ gì. Thì đây em sẽ hướng dẫn, sẵn đây sẽ hướng dẫn luôn với quý anh em ha. Ví dụ như bây giờ là cái họng gì đây, mình đặt đi xe đặt gì đây. Đó. Có loại nào tắt điện thì mình sử dụng tắt điện cũng được, còn không có tí nước không tắt điện ha. Thì anh em cứ tưởng tượng như bên đây là phía bên máy đi. Ở máy bên đây thì cổ xả sẽ ở đây và cổ hút cho đâu lúc nào ở đằng trước ha. Đằng trước để làm gì? Nếu mình đặt máy thủy á thì cái thứ nhất mình bụng này thì nó dễ tắt hơn. Còn cái thứ hai nữa thì nó hút gió và nó sẽ đạt hơn ha. Còn cái chú ý á là đây nó có cổ dê nè, mình sẽ xây cổ dê ha. Cái loại này hồi gió thì nó nhỏ thì mình chắc chạy từ 68 đến 74 được. Đây cổ dê này cũng nhỏ ha, không có lớn. Điều chú ý á là cái ốc xả, một số quý anh em có mua hàng bên em về là cứ hay nhầm là lấy cái ốc xả làm ốc nhớt vào ha. Thì lúc nào mà ốc nhớt ra bị này đâu có phốt gì đâu, nó xài bằng mặt đạn mặt phao mà. Ốc nhớt lúc nào phải dựng đứng vậy nha, vuông góc nha. Mình sẽ lấy cái củ dê này ra mình xây á. Đây em có sẵn sàng lấy một cái ví dụ. Đây, cái này cái củ ha. Hiện tại thì nó sẽ giống như mình lấy cái này đi. À, thì nếu mà cổ hút cái gì thì cổ xả nó đứng gì đây, giống như cái này đi. Thì đường nhớt nó thể nằm ngang, cho nên mình lấy cái cổ dê này ra nè, hút cái cổ dê này ra, đó, bỏ cổ dê ra, xây lại cái đường nhớt vào nè, đường nhớt vào có găng nha, cho dựng đứng lên, đó. Đứng lên vuông góc như vậy
rồi nhấc sẽ nhấc ga sẽ đi xuống, nhưng mà điều quan trọng đường nhấc ga nó phải lúc nào phải ống từ cỡ 12 ly đi trở lên nha quý anh em và bà con, đừng có bao giờ mà dưới 12 ly nha, 10 ly không được nha, phải trên 12 ly mới được. Rồi còn quý anh em muốn xây hướng nào đó chứ cổ gió nào cho tiện á, thì quý anh em chỉ cần rút cái cổ dê thôi nha. Yeah. Cho nên có cái điện nè, mở điện ra mình xây thôi, nói chung là đơn giản vậy thôi. Còn bí quyết mà để làm hú á, thì em cũng có mấy trước em nói với quý anh em rồi, thì mình cứ đây nè, thấy cái rãnh, thấy màu trắng rồi, gạch màu trắng không, đây nè màu trắng nè, quay lại cho em đó, quý anh em thấy màu trắng không, gạch màu trắng chỗ này nè, chỗ điểm này nè đó, đó anh em thấy cái điểm dừng đó chưa, anh em chỉ cần lấy một que hàng bon cho nó chừng mối hay mối thôi là nó sẽ hú lên nghe quéo quéo luôn ha, nhưng mà nó sẽ tổn hại rất là nhiều turbo của turbo á, thì clip trước em cũng nói nhiều rồi. Còn cái điểm cuối cùng là để turbo mình nó đạt á là mình phải hàn bít cái mặt này lại nha, hàn bít cái mặt này lại đừng cho nó hở ra, nếu mà hở ra nó xả gió ra, xả gió ra từ cái cửa này nè, cái cửa này nè đó, cái cửa ra này thì nó sẽ mất ra ngoài, nó bị mất cái tác dụng của turbo nên bị hàn chết lại nha, hàn chết lại không cho nó xả, hàn lại luôn không cho nó xả thì nó sẽ đạt lắm. Đó là quy tắc đơn giản của dòng turbo đó, anh em nào mua hàng bên em về tự lắp riêng cũng được, rất là đơn giản thôi. Nếu mà khó quá thì nếu rất khó thì em sẽ làm cái mặt này, mặt ram này cho quý anh em về hàng vô ống khói rồi bắt vô này à, bắt vô cái mặt này rồi bắt vô hàng vô cái ống khói mình thì vậy là xong. Còn mấy đường này nè thì anh em mua loại ống ống nhựa đen ngoài chỗ mà bấm ống thủy lực xe cuốc rồi đó, người ta có ống cắt đủ các loại ống này luôn. Rồi mặt này thì dễ mà, nếu anh em thích thì em sẽ làm cho quý anh em luôn, yêu cầu quý khách luôn. Rồi nếu xung tất cả trong số này thì nó đồng giá là 2 triệu nha bà con, mấy có cũ có, nhỏ có, lớn có, nhưng mà quan trọng là cánh nó không lắc, còn kiểu mới cũ không quan trọng nha. Đây nè, mới nè, mới toan luôn nè, nhưng mà mới thì mới, có gì mới, mới mà bị lắc cánh thì cũng như là không nha, nhưng không có, cái này là mới thì nói nó là tuyệt đối luôn, quan trọng mà mới mà xài không được thì cũng như là không, như là bỏ luôn. Hàng bên em thì bao lắc cánh nha quý anh em, cho quý anh em kiểm tra thoải mái trước khi trả tiền. Đây đồng giá, tất cả đồng giá 2 triệu nha. Rồi cảm ơn bà con.